Chào các bạn, mình đang có trên tay cái ống kính 714 của Panasonic. Đây là cái ống kính dành cho hệ máy Micro Four Thirds và là một cái ống kính mình rất là thích bởi vì cái góc nhìn siêu rộng của nó. Thì cái ống 714 này có giá bán khoảng 1.000 đô ở thị trường Mỹ và nó là cái ống kính một khẩu đầu tiên, ống kính zoom một khẩu đầu tiên trên cái máy Panasonic này, trên cái hệ máy Micro Four Thirds. Thì nó là 714 khẩu 4. Cái ống 714 khẩu 4 này khi mà gắn lên các máy Micro Four Thirds thì nó sẽ cho góc nhìn tương đương là 14-28, tức là khá là gần so với góc nhìn của ống 14-24 nổi tiếng trên các cái máy full frame của Nikon. Cái ống này cũng được sản xuất ở Nhật Bản luôn. Và thiết kế của nó rất là nhỏ gọn, thật sự rất là nhỏ gọn so với cái ống Nikon. Ở đây thì mình cũng có ống 14-24 của Nikon cho các bạn xem để các bạn so sánh. Thì chúng ta thấy là hai cái ống này đều là ống siêu rộng. Rất là nhiều người không thích ống siêu rộng nhưng mình rất là thích cái dòng ống này. Các bạn thấy là kích thước của ống 14-24 lớn hơn rất là nhiều và nó cũng đòi hỏi một body full frame để có thể đạt được góc nhìn giống như cái ống này. Tất nhiên mọi so sánh chỉ là để cho vui thôi, bởi vì bản chất thì cái ống 14-24 của Nikon là nó có khẩu 2.8, trong khi cái ống của Panasonic thì khẩu 4. Và cái ống 14-24 của Nikon cũng là cái ống được đánh giá cực kỳ cao. Nó là ống super wide nhưng mà nó siêu sắc nét so với những cái ống wide trước kia. Rồi, xin cảm ơn các bạn.